đội trường trung học cơ sở Tam Quan với tiết mục múa Xin Chào Việt Nam. Thì con bé nhận bước nhỉ. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị hãy đến những giai điệu vui tươi, sôi động cùng những bước nhảy hiện đại vô cùng đáng yêu của vũ đoàn nhảy đến từ lớp lá 2 trường mầm non Tam Quan. Cùng đến với giọng ca của Uyên Phương, một giọng ca đã từng đạt giải ba hội thi tiếng hát Hoa Phượng Đỏ cấp tỉnh với ca khúc Sao La Đi Học cùng nhóm múa đến từ liên đội trường trung học cơ sở Tam Quan thể hiện. Với tiết mục hoạt cảnh với chủ đề Dòng Máu Lạc Hồng sẽ được các bạn nhỏ đến từ lớp lá 1 trường mầm non Tam Quan thể hiện. Xin cho một tràng pháo tay để chào đón. Đội trường tiểu học số 1 Tam Quan trình bày. Lần đầu tiên cho phép con Xuân Nhan, Thục Nguyên xin gửi đến quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị khán giả lời chúc mừng sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chương trình văn nghệ chào mừng ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2022, chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ 14, nhiệm kỳ 2022-2027 do Đoàn Thanh niên, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên cùng Hội đồng đội phường Tam Quan phối hợp tổ chức. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình đến với nghệ ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Em Yêu Biển Đảo Quê Em do Như Ý cùng tấm múa đến từ liên đội trường tiểu học số 1 Tam Quan thể hiện. Chiến tranh hận thù nhưng non sông kêu tên chúng ta, sẵn sàng tôi đứng lên. Đó là lời của ca khúc Những Trái Tim Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua sự thể hiện của giọng ca thầy Thanh Tĩnh cùng nhóm múa liên quân của các anh chị đến từ chi đoàn khu phố 3678, trường trung học cơ sở và tiểu học số 1. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Và các bạn cùng đón xem tiết mục múa dân vũ có tựa đề Sĩ Chiến Thắng và Nối Vòng Tay Lớn sẽ được các bạn học sinh đến từ liên đội trường tiểu học số 2 trình bày. Hãy cùng thưởng thức tiết mục múa Tiếng Chày Trên Xe Ốc Bom Bo cho các bạn học sinh đến từ liên đội trường tiểu học số 2 Tam Quan trình bày. Tự hào nào những chàng trai, tuổi thanh niên sức như phù động, cháu con của Bác Hồ đi mở đường tàu thống nhất quê hương. Kính thưa quý vị, với những giai điệu mượt mà nhưng vẫn toát lên sự hào hùng của hai giọng ca trẻ của thầy Thanh Tĩnh và cô Ngọc Vy sẽ đưa chúng ta về với những năm tháng hào hùng của tuổi trẻ ngày ấy. Với ca khúc Đi Cùng Năm Tháng có tựa đề Đường Tàu Mùa Xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Quý vị và các bạn cùng đón xem tiết mục múa hiện đại mang phong cách hết sức đặc biệt có tựa đề Cò Lạ cho các anh chị đến từ liên quân chi đoàn khu phố 12459 Viết Thắng và trường tiểu học số 2 Tam Quan trình bày. Đi làm anh bộ đội, tạm biệt mái trường sinh để lên miền biên giới, em biết nói gì hơn khi lòng em nhớ nhiều, chúc thầy đi mạnh khỏe, gửi thư chúng em đều. Nối tiếp chương trình là ca khúc Tiễn Thầy Đi Bộ Đội, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên do Tam Ca cùng nhóm múa thầy và trò đến từ trường tiểu học số 1 Tam Quan thể hiện. Cùng đến với các bạn học sinh lớp em đến từ liên đội trường tiểu học số 1 Tam Quan với tiết mục múa Em Đi Giữa Biển Vàng. Mời quý vị khán giả cùng đón xem. Về, bác vẫn đến từng nhà thăm các cụ già cầm tay chúng con, bác bắt nhịp bài ca kết đoàn. Vâng, và để tiếp nối chương trình, xin quý vị hãy cùng lắng nghe một giọng ca mà chắc hẳn nhắc đến ai cũng đều biết. Xin quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc Tiếng Hát Từ Thành Phố Mang Tên Người, một sáng tác của nhạc sĩ Cao Việt Bách qua phần trình bày của thầy Hùng Tiến. Hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức tiết mục múa Cánh Hồng do các cô giáo đến từ chi đoàn trường mầm non Tam Quan thể hiện. Mời quý vị khán giả cùng đón xem. Quý vị hãy chào đón các bạn học sinh lớp 9 đến từ liên đội trường trung học cơ sở Tam Quan qua tiết mục múa Xin Chào Việt Nam.
hậu phương. Như ngày qua anh nơi chiến trường đã hẹn cùng nhau thề giữ lấy quê hương cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường. Bài hát ca ngợi những kỹ sư xây dựng trẻ tốt nghiệp Đại học Xây dựng những năm 70 cùng xung phong tham gia xây dựng nhà máy nhiệt điện Ninh Bình tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình năm 1973. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Trên công trường rộn tiếng ca, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính qua phần thể hiện của thầy Văn Vĩnh và cô Hồng Thuấn cùng nhóm múa Liên quân chi đoàn khu phố 12459 Quyết Thánh và trường tiểu học số 2 Tam Quan. Quang Việt Nam, vinh quang những anh hùng thời đổi mới, ca vang bài ca xây muôn đài hoa, nước non đẹp sáng tươi, những lời ca vui tươi chỉ trung về một hào khí Việt Nam thời kỳ đổi mới sẽ được tốt ca đội văn nghệ xung kích phường Tam Quan thể hiện với ca khúc Vinh Quang Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn. Mời quý vị cùng thưởng thức. Đây, xin quý vị hãy hướng mắt về sân khấu và đón xem những tiết mục biểu diễn lân nghệ thuật do câu lạc bộ Lân Sư Rồng Bình Minh thể hiện. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay để chào đón. Toàn thể quý vị khán giả, chương trình văn nghệ chào mừng ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ 14, nhiệm kỳ 2022-2027 do Đoàn Thanh niên, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội đồng đội phường Tam Quan phối hợp tổ chức đến đây là kết thúc. Một lần nữa thay mặt cho những người làm chương trình, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm tham dự của quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, quý bậc phụ huynh, tập thể các diễn viên biên đạo cùng đông đảo quý vị khán giả đã có mặt tại sân vận động phường Tam Quan tối hôm nay để góp phần lớn tạo nên sự thành công rực rỡ cho đêm hội diễn văn nghệ.